Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và còn hôm nay thì đến với bài kiểm của chị Lan, địa chỉ ở Vĩnh Thạnh, Chợ Lách, Bến Tre. Thì vườn của chị Lan có đền giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái mai giống, mai ghép giống mà Giảo Hoàng Kim nè, rồi Đại Lộc cô chú anh chị ha, Bạch Mai rồi cô chú anh chị ha, hàng tầm trung giá rẻ cho cô chú anh chị mình sưu tầm, mình lấy giống một mình cho Tết năm 2025 luôn cô chú anh chị. Giảo Hoàng Kim thì giống mới không có cho Tết được cô chú anh chị ha, có giống như là Bạch Mai lại Đại Lộc rồi thì cho Tết ok ha. Rồi, không làm mất thời gian nữa ha, mình gặp luôn chị Lan nha, để chị Lan chào giới thiệu và giao lưu ha. Em chào bạn ha, em cũng chào cô chú anh chị hết bây giờ. Hôm nay em cũng tiếp tục tới là kênh giao lưu của chú anh chị mình một số giống mai ha. Hôm nay mã số đầu tiên là mã số 24A. Rồi. Là một cây giảo hoàng kim ha cô chú anh chị mình. Rồi, giảo hoàng kim ha. Bên em sẽ bao ship bao chuyển giống của chú anh chị mình yên tâm ha. Gốc y như hú nha. Rồi. Hú nè, quá trời quá đất luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số nữa ha chị. Dạ. Hoành 21 rưỡi tính 21 rồi ha. Rồi hú được 55. Rồi. Cao được 64. Tán ngang được 45. Cây này ghép được 12 bo ha cô chú anh chị mình. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.200.000 ha. Rồi 1.200.000 cho một cây giảo hoàng kim ha. Bao chuẩn giống hả chị ha? Dạ bao. Rồi, tới cây luôn nha. Cây mã số 25A. Rồi. Là một cây giảo hoàng kim tiếp tục ha. Cây này quá trời nó đã luôn cô chú anh chị ha. Bo cũng lụa lụa cô chú anh chị ha. Cái này về khoảng tầm 7 ngày nó mình lấy bao ok ha. Bây giờ hú luôn ha nè. Rồi cái đấy. Rồi thông số đó ha chị. Còn đến này 24 ha. Rồi. Đấy được 54. Cao được 75, ghép được 13 bo ha. Rồi cái này có giá cũng vẫn 1.2 triệu ha. Rồi, 1.2 triệu ha. Theo cây mã số 26A. Rồi. Cũng vẫn là giảo hoàng kim ha. Rồi giảo hoàng kim cô chú anh chị ha. Rồi cây đàn nè cô chú anh chị ha. Cái này về lấy bo khá là nhiều cô chú anh chị ha. Cái này ghép được 2, 4, 6, 8, 9, hoành 23, 10 bo, cái này 10 bo ha cô chú anh chị. Hoành 23, cao 58. Cái này nằm rất là dễ thương cô chú anh chị ha. Rồi cái này giá 1 triệu ha. Rồi 1 triệu đồng bao ship ha. Dạ. Rồi đợi cây luôn nha. Cây mã số 27A. Rồi. Là một cây bạch mai đọt hồng ha. Rồi cái này cái tàn dễ thương lắm cô chú anh chị. Tàn đẹp ha. Cái đọt lên hồng 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 đẹp kìa. Quá trời đẹp. Cũng vẫn có củ đế ha. Rồi. Hoành 16. Rồi. Củ đế 42. Cao 75. Rồi. Ngang 64. Rồi 450.000 ha cô chú anh chị mình. Rồi 450 bao ship ha. Dạ. Rồi cây, cây mã số 28A. Rồi. Cũng bạch mai đọt hồng ha. Bạch mai đọt hồng bông từ 10 cho tới 23 cánh cô chú anh chị ha. Hoành 14. Rồi. Củ 39. Nút nụ khá là ok cô chú anh chị ha. Đây là nụ non ha. Cao 72. Ngang 57. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 400.000 ha. Rồi 400 ha. Theo cây mã số 29 nè. Rồi. Là một cây bạch mai Thái ha. Tàn khủng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Hoành 16 rưỡi tới 16 ha. Củ 41. Cao 83. Ngang 70. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá là 430.000 ha. Rồi 430 ha. Dạ. Cái cây mã số 30A. Rồi. Là một cây đại lộc hết của chú anh chị mình. Rồi cái phôi lớn của chú anh chị ha, cái tàn cũng khá luôn nè cô chú anh chị. Cái nụ thì bao chơi. Bao chơi Tết luôn cô chú anh chị ha. Hàng rất là già mùa ha. Bông từ 10 cho tới 49 cánh nha cô chú anh chị ha. Phôi mai vườn luôn. Rồi, thông số luôn ha chị. Hoành 32. Rồi. Cao 77. Ngang 62. Rồi cây này em giao lưu của chú anh chị mình giá 1 triệu rưỡi ha. Rồi 1 triệu rưỡi bao ship ha. Dạ. Cây mã số 31A. Rồi. Là một cây nhiều ngọc toàn ha. Cái này già mùa của chú anh chị ha. Tàn kẹo kéo luôn của chú anh chị ha. Cái này chưa không có sữa mà tàn hả, tàn tự nhiên của chú anh chị ha. Cái này khó cần sữa ha. Tàn kẹo tàn nó kẹo sẵn, nó tròn sẵn, nó kẹo rồi của chú anh chị ha. Nút nụ đồ ngon lành ha. Hoành 22. Rồi, hoành 22 dáng cao 79. Ngang 85. Rồi. Rồi cây này em giao lưu của chú anh chị giá 1.2 triệu ha. Rồi 1.2 triệu ha. Rồi mình đợi cây luôn nha. Theo cây mã số 32A. Rồi. Một cây đại lộc ha cô chú anh chị mình. Rồi cái tàn quá trời quá đất luôn cô chú anh chị ha. Tàn khủng khiếp toàn luôn cô chú anh chị, cây lớn nha. Nút nụ rồi thì ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Đại lộc bông từ 10 cho tới 39 cánh nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn ha chị. Hoành nó được 33. Rồi.
D nó 74. Cao nó 85. Ngang nó 1m06. Rồi. Rồi cái này em lưu cô chú anh chị mình giá là 2.9 đồng ngày ha. Rồi 2.9 bao ship ha. Dạ. Rồi mình đợi cây luôn nha. Cây mã số 33. Rồi. Là một cái đại lộc tiếp tục ha. Rồi cái này cái tàn quá trời quá đất, cái tàn đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đại lộc này là phôi mai vườn hết cô chú anh chị mình. Mất nụ đồ ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Ồ nguyên cái bể dưới nè. Hoành điểm này 37 ha. Rồi, cái này cốt rất to lắm. Cao quá 90. Quá trời quá đất, cái bể ghê. Ngang nó được 89. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 2.5 triệu ha. Rồi 2.5 triệu ha. Rồi cái này cũng là cái clip em ngày hôm nay ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và chọn được mai ưng ý về chơi Tết 2025 ạ. À. Em xin chào, hẹn gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Lan ha. Cảm ơn cô chú anh chị mà đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Lan trong những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Lan ha. Không quên ha. Cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh em quay những video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo và vào xem sớm nhất nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ. À.